hai màn hình như vậy, giữa hai cái này thì các bạn phải tính khoảng cách của nó quá là lớn, đúng không? Cho nên là đôi khi là nó bị lọt cả hình ở phía lột đổ đằng sau, các bạn chạy về qua trở lại đằng sau. Thứ hai nữa là cấp độ zoom của các bạn nó vẫn thiếu cái chất SV ở trong đó. Tôi vẫn cần cái chất tinh nghịch của sinh viên ở trong đó, chứ không phải là của các nhà làm phim tài liệu hay là các nhà chính luận. Nói thật là xem tiết mục của bọn em xong, bọn em cũng tự cảm giác là ý đồ của mình truyền tải nó ẩn dụ và nó có hình thức ước lệ quá. Cảm giác của em trước trận chung kết như thế nào? Rất vui. Đuối. Phê. Quá đã. Đê mê. Hào hức. Em rất là sung. Sực. Tự tin. Hào hức. Ra trận. Quyết chiến. Muốn chiến đấu ngay lập tức. Hồi hộp. Phải thắng. Yeah. Tất cả các bạn hãy suy nghĩ rằng là chúng ta sẽ cống hiến một những tác phẩm tuyệt vời đến với tất cả khán giả của Việt Nam, khán giả đang yêu thích chương trình SV2012. Phải có những cái sự nỗ lực hơn nữa và sẽ thật khó khăn với họ, tôi chưa hình dung ra, bởi vì họ sẽ phải vượt lên chính bản thân mình. Justin chỉ cần thêm một chút cái sự dí dỏm, hài hước. Tăng cái chất SV, tăng cái chất hóm lịch trong các phần thi của mình, mang đậm cái tính chất SV hơn nữa, nên tập trung nhiều vào nội dung hơn là thể hiện ở trận chung kết. Với tôi, một đội có thể không cần đạo cụ gì, có thể không cần những cái kỹ xảo gì, nhưng nếu nội dung tốt, đấy sẽ là đội chiến thắng. Tôi quan trọng nội dung. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1976 với cơ sở chính được đặt tại 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, trường đào tạo bậc đại học và sau đại học với lưu lượng sinh viên học viên hàng năm khoảng trên 50.000 người. Các chuyên ngành chính của trường đang thu hút rất nhiều sinh viên theo học như tài chính ngân hàng, chứng khoán, marketing, quản trị kinh doanh. Trường đã vinh dự được trao tặng 2 huân chương lao động hạng nhất, huân chương độc lập hạng nhì và danh hiệu anh hùng lao động. Đối với trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, riêng bản thân Nguyên Khang cảm nhận đây là một trong những trường thể hiện được sự dân dã, tiếu táo nhưng mà cũng rất là chất phác của người Nam Bộ. Chính vì vậy mà họ cũng mang đến cho chương trình một đặc trưng rất là thú vị. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại những gì mà họ đã trải qua để đến với một chung kết SV 2012 nhé. Có gì hết? Hết chưa, hết chưa. Kể nghe nha, cái ngôi nhà này nè, Tom Jerry đánh nhau kinh khủng. Nó sẽ giúp chúng ta lan tỏa và chạm đến trái tim của mỗi con người. Hôm sáng lên ngọn lửa và lan tỏa đến cho mọi người. Đến với miền Nam, bạn không thể không đến với Sài Gòn. Sài Gòn luôn chào đón bạn, những con người của thế kỷ mới. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đã nhận được chiếc vé bước vào vòng chung kết toàn quốc. Tôi nghĩ đây là một đội rất là cố gắng trong chung kết của Việt Nam. Ở các vòng thì đội Kinh tế chơi rất là đều tay, đôi khi nó không tạo được một cái ấn tượng nào đấy thật là mạnh. Nhưng phải nói rằng cái yếu tố chắc chắn của nó làm nên thành công của đội Đại học Kinh tế. Các bạn đều thấy ở cái đội hình sinh viên này một cái yếu tố rất là bất ngờ. Trong các cái giải pháp mà các bạn đưa ra, tất cả những cái câu trả lời của các bạn nó rất là đúng chắc sinh viên. U là tối, minh là sáng, thập thò sáng tối là rừng u minh. Đó là một đội tuyển gồm có các bạn mà có cái chất văn ở trong con người rất là nhiều và phải nói rằng khá là chững chạc trong cái suy nghĩ cũng như trong xây dựng những cái chương trình theo cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Chỉ có miền Nam về mặt địa lý thôi, chứ không có miền Nam về mặt con người. Hãy chào đón Sư Chưa Lợi, Quỷ Nhà Thông Thái, Vui Tính, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sân nhà là một lợi thế cực kỳ lớn.
Mỗi một trận mà chúng ta tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì Đạo Kinh Tế thường có không dưới 1.000 cổ động viên. Có những phần mà họ tận dụng cả lực lượng cổ động viên này để tạo nên cái ấn tượng. Sử dụng cái hiệu ứng khán giả thì tất nhiên đội tuyển nào cũng mong muốn. Tuy nhiên thì nó còn phụ thuộc vào cái phần ý tưởng của mình, của đội tuyển đưa ra. Tôi biết chắc một điều là họ sẽ làm đúng và làm một cách chắc chắn. Còn hiệu quả như thế nào, ấn tượng làm sao thì có lẽ là sau khi xem phải trao đổi thêm với họ để có thể là giúp trường có thể là có những nét chấm phá ở đó. Tổng duyệt xong với chú Sông thì đội tuyển cảm thấy rất là còn rất là nhiều cái cần phải hoàn thiện hơn nữa. Rồi bạn Nguyễn Phúc thông điệp đi, thông điệp dễ gây hiểu nhầm. Mọi người đó, một là sữa, hai mọi người nghĩ thông điệp khác. Đúng rồi, là thông điệp khác. Nhưng mà cái thông điệp của mình là thực sự tốt, cái cách của mình hướng đi bị sai chứ không phải cái thông điệp của mình bị sai. Sau khi duyệt xong 4 trường thì cái cảm giác đầu tiên của tôi là yên tâm với chất lượng của trận chung kết. Tôi lại còn yên tâm hơn là bởi vì là qua tất cả những gì thực tế diễn ra thì từ nay đến lúc mà chúng ta diễn ra trận chung kết, chúng ta vẫn còn thời gian để các đội chỉnh sửa, các đội làm lại. Và bao giờ cũng thế, cái khi diễn ra thi đấu thực sự trên sân khấu ấy, thì lúc đó các đội mới thể hiện hết tất cả những gì. Lúc đó có cả đạo cụ đã đầy đủ, diễn xuất tất cả mọi thứ nó nhuần nhuyễn và chắc chắn là chúng ta sẽ... Tôi hy vọng là chúng ta sẽ có được một trận chung kết rất là hay. Đây là lần đầu tiên SV có các cái điểm cầu đối với các trường lọt vào chung kết. Hai điểm bóng, hai điểm rơi, cầu chưa đá.
cá mà chúng tôi gọi là ngôi sao. Vừa amateur nhưng vừa đam mê. Tiềm ẩn nhiều yếu tố.